Review tập 4 Phượng Khấu, tạm biệt đệ nhất phi hiền, hé lộ kẻ phản bội bất ngờ thật sự, cuộc chiến giữa hai vị lão làng nhất hậu cung đã đi đến hồi kết một mất một còn. Vậy là cuộc chiến dai dẳng giữa Thái Hoàng Thái hậu nhân tuyên nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện và phi hiền nghệ sĩ ưu tú Minh Trang đã chính thức đi đến hồi kết sinh tử trong tập 4 của phim Cung đấu thuần Việt Phượng Khấu, sau sự im lặng ngấm ngầm trong tập trước, giờ đây hai phe điện Trinh Minh và cung tử thọ đã chính thức tung chiêu chưởng nhau bùng nổ với chiến thắng thuộc về một bên nhờ sự giúp sức của một nhân vật bất ngờ phượng khấu mùa một đã đi được một phần ba chặng đường và nhân vật nhận được sự thăng cấp đầu tiên chính là thái hậu nhân tuyên khi bà chính thức trở thành thái hoàng thái hậu cao cao tại thượng đứng đầu hậu cung cũng như có quyền lực không hề nhỏ ở tiền triều điều này khiến cho kế hoạch của phi hiền ngày càng trở nên khó khăn dù cho sau lưng bà có sự giúp sức của chu phúc năng long nhật và mới đây nhất là diệp bửu diễm châu điều gì đến cũng đến, màn tái đấu kịch liệt đã xảy ra ở trận địa cũ thức điện Càn Thành, Phi Hiền, đã kéo theo một binh đoàn đại thần sông, vào điện đòi lý lẽ từ Hoàng đế thiệu trị nghệ sĩ ưu tú thành lộc. Giải quyết vấn đề không có gì chiếu bằng cách mặc trên mình bộ phượng bào. Mà theo lời bà, nó, được do chính tiên đế sai người may. Tưởng chừng đây là một, màn chữa cháy hoàn hảo, để đoạt lấy ngôi vị Hoàng Thái Hậu. Thế, nhưng nhân tuyên, đã kịp thời xuất hiện ngăn chặn quyết liệt phản bác do phe phi hiền không hề có di chiếu hay bất cứ giấy trắng mực đen nào không chỉ thành công khiến đệ nhất sủng phi của minh mạng nao núng mà còn mạnh tay phản công khi thủ tiêu những cánh tay đắc lực của kẻ thù như người hầu và cả chu phúc năng đã bị thích khách giết bất ngờ lớn nhất phải để đến những phút cuối cùng khi hóa ra phi hiền đã bị người quen phản bội và đó chính là mẹ con diệp bửu vậy người mà nhân tuyên đưa cho lời khuyên lựa chọn số phận sâu Bọ ngựa hay hoàng tước trong teaser lại chính là vị tiệp dư ngày nào? Chứ không phải hiệu nguyệt hồng đào hay phương nhậm nghệ sĩ nhân dân hồng vân như dự đoán. Với lá thư có ý phản chắc xúc phạm bề trên, phi hiền, và miên áo, đã nhận lấy hậu quả thảm thương, ban đầu bị giam lỏng, và đối xử thậm tệ. Sau đó thiệu trị, đã quyết định thức danh vị, và cho ra hiếu lăng, trong khi hai người con trai, thì bị đẩy đi nơi xa xôi. Vậy là kết cục, phần thắng, đã nghiêng về Thái Hoàng Thái Hậu. Cảnh nhân tuyên đến dành lời cuối cho Phi Hiền và cả cảnh Phi Hiền gặp mặt hiệu Nguyệt trước khi rời đi đã khiến người xem vừa thương, vừa giận, vừa xót xa cho người đàn bà vốn chỉ muốn được sống chết cùng người chồng đã khuất. Tập 4 Phượng khấu khép lại để lại cảm giác mỹ mãn, nhưng không khỏi đau đớn nhất là có không ít những câu hỏi, và mong chờ, liệu đoàn viên nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu, sẽ làm gì, để vượt qua nỗi đau mất con, Đức Bà, sẽ phản ứng ra sao khi biết về mối thâm tình giữa Phi Hiền, và Hiệu Nguyệt, và liệu sau này hậu cung có thể bất được sóng gió như Thiệu Trị hy vọng. Bình luận của bạn được đánh giá rất cao. Hãy viết ở dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại